Sau trận thảm bại 1-6 mới đây nhất trước Tottenham Hotspur tại vòng 4 ngoại hạng Anh 2020-2021, MU đã tỏ ra rất tất bật trong ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa hè. Rất nhiều cái tên đình đám đã được liên hệ với đội bóng có biệt danh là Quỷ Đỏ, nhưng sau Edinson Cavani và hậu vệ Alex Telles, cái tên cuối cùng được chốt sổ rất bất ngờ là cánh chim lạ Amad Traoré. Amad Traoré, tên đầy đủ là Amad Diallo Traoré, anh sinh ngày 11 tháng 7 năm 2002 tại Abidjan, bờ biển Nga. Anh khởi đầu sự nghiệp tại câu lạc bộ Boca Baco, có một năm chơi bóng tại đây trước khi chuyển sang Atalanta năm 2015. Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Atalanta, Traoré có trận ra mắt đội 1 ở Serie A vào ngày 27 tháng 10 năm 2019. Vào sân từ ghế dự bị ở phút 79 trước Udinese, chỉ 4 phút sau khi xỏ giày thi đấu, cầu thủ chạy cánh 18 tuổi đã ghi bàn đầu tiên cho Atalanta trong chiến thắng 7-1 chung cuộc. Traoré trở thành cầu thủ đầu tiên sinh năm 2002 lập công ở sân chơi cao nhất Italia. Cho đến nay, Traoré đã có 3 lần ra sân cho Atalanta ở Serie A, riêng mùa 2020-2021 chưa đá trận nào. Mùa trước, anh đã ghi 11 bàn sau 24 lần ra sân cho đội trẻ Atalanta. Trước đó, ở mùa giải 2018-2019, Traoré đã thể hiện phong độ chói sáng khi sở hữu 18 bàn cùng 13 đường kiến tạo cho đội trẻ Atalanta, tạo tiền đề giúp anh được đôn lên đội 1. Traoré có thể chơi tốt ở cả hai bên cánh, nhưng sở trường vẫn là hành lang phải. Đây cũng là vị trí mà Man United đã thiếu vắng kể từ sau sự ra đi của Luis Nani. Xét về mặt đẳng cấp, Traoré chưa vươn được tới tầm của Jadon Sancho. Tuy nhiên, Quỷ Đỏ tin rằng họ có thể rèn rũa sau mai người bờ biển Nga đi theo bước đường của Sancho trong 2 hoặc 3 năm tới. Tương tự Sancho, Traoré thích dài cánh phải, song khác ở chỗ tân binh MU thuận chân trái nên anh thường sọc vào trung lộ trước khi tung ra các cú sút hiểm hóc vào góc gần. Dù bản chất là một cầu thủ chạy cánh, Traoré sẵn sàng di chuyển vào trung lộ để tìm kiếm khoảng trống khi còn thi đấu cho đội trẻ Atalanta. Điều đó cho thấy cầu thủ 18 tuổi tích cực học hỏi, khám phá cách chơi mới thay vì chỉ bó hẹp ở phạm vi thi đấu của mình. 25 triệu euro trả ngay và 15 triệu euro các khoản phụ phí bổ sung là những gì MU sẽ phải trả cho chân chạy cánh mới chỉ 18 tuổi của Atalanta. Thậm chí Amad Traoré sẽ chỉ gia nhập từ đầu tháng 1 năm 2021 do còn vướng mắc về giấy phép lao động ở Anh. Ngoài ra, Traoré chưa có lần nào khoác áo đội tuyển quốc gia, nên cần quyết định chọn màu áo bờ biển Nga hoặc Italia để đạt điều kiện đến Anh thi đấu. Nhưng trước mắt, hãy bàn về các thông số của Amad Traoré để giải mã lý do tại sao MU phải bỏ ra gần 40 triệu cho một cầu thủ rất lạ lẫm mà chưa sử dụng được ngay. Trong vòng vỏn vẹn chỉ 24 phút được chơi cho Atalanta tại Serie A 2019-2020, Amad Traoré đã kịp đem về cho bản thân được một bàn thắng, hiệu suất không hề tồi đối với một cầu thủ sinh năm 2002. Mở rộng ra hơn về các con số, trong hơn 90 trận chơi cho Atalanta ở các cấp độ trẻ, Amad Traoré ghi được cho mình 38 bàn thắng và bỏ túi 24 pha kiến tạo. Tuy thông số trên chưa phải là những con số quá ấn tượng, nhất là khi nhìn vào hiệu suất ghi bàn dựa trên số phút, nhưng tiền đạo gốc bờ biển Nga vẫn gây chú ý. Dù là một cầu thủ thuận chân trái, Amad Traoré không hề bó khung mình với một vị trí duy nhất là cánh trái. Theo thống kê từ Transfermarkt, Traoré có 53 lần chơi tiền đạo phải, 12 lần chơi tiền đạo trái, 11 lần chơi ở vị trí số 9 ảo và có 3 lần thử sức với những vị trí như hậu công và tiền vệ công. Trong số 96 lần ra sân cho Atalanta trên mọi cấp độ, Amad Traoré chơi gần 6.000 phút mà chưa từng gặp phải bất cứ một chấn thương nào. Sự đa năng và nền tảng thể lực này đã thuyết phục huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer và các đồng sự mang chân chạy cánh người bờ biển Nga về với MU. Trong 24 phút ít ỏi tại Serie A mùa rồi, anh có tới 50% đi bóng thành công, 50% đổi đầu thành công, tắt bóng 0,3 lần trên trận và có 0,3 bàn trên trận, cho thấy tiềm năng và khao khát chứng tỏ của bản thân. Đội trưởng câu lạc bộ Atalanta Babu Gomez chia sẻ, Amad Traoré là ngôi sao tương lai đấy, tin tôi đi, trong những buổi tập cùng bọn tôi, cậu ấy thể hiện như thể mình là Lionel Messi vậy, không có ai đủ sức ngăn cản cậu ta cả. Amad Traoré thật có tin, mỗi khi tập cùng đội 1, Amad Traoré làm cho các trung vệ phải khổ sở thực sự, cậu ấy thật tuyệt vời. Tuy được đồng đội so sánh với Lionel Messi, vào tháng 10 năm 2019, Amad Traoré đã tự mình thiết lập một tình huống rất theo kiểu của Cristiano Ronaldo. Anh nhận bóng từ gần giữa sân và thực hiện một tình huống đi bóng thần tốc trước khi nã đại bác vào lưới đối phương ở khoảng cách gần 20 mét.
Amad Traoré là chân sút đầu tiên sinh vào năm 2002 có bàn thắng tại Syria và là người thứ hai sinh trong thập kỷ 2000 ghi được bàn thắng tại Syria sau cựu tiền đạo của Juventus, Moiskin. Dù thông số của Amad Traoré là rất ít ỏi, nhưng sự ấn tượng mà chúng mang lại là không thể phủ nhận được. Đây sẽ là một ẩn số thú vị trong phần sau của MU cũng như giải Ngoại hạng Anh mùa này. Dù với tình trạng MU đã phập phù như hiện tại, không ai dám chắc khi Amad Traoré ra mắt vào tháng 1 thì liệu huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer còn tại vị hay không. Đối với những cầu thủ trẻ, thiếu sót là điều không thể tránh khỏi. Song MU nhìn thấy tài năng của Traoré nên đã quyết định đưa anh về Old Trafford. Sao Mai người bờ biển Nga được đánh giá là viên ngọc thô đầy triển vọng. Và công việc sắp tới chỉ còn chờ xem liệu Quỷ Đỏ có thể mài dũa anh thành viên kim cương sáng lấp lánh hay không. Thương vụ Traoré cũng là bằng chứng cho thấy Man United đang có cách tiếp cận dài hạn cho tương lai thay vì cố gắng ăn sỏi như trước. Anh em nghĩ gì về viên ngọc thô mà Man United đã chiêu mộ ở phiên chợ hè vừa rồi? Nhớ để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Cũng đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ bongda.com.vn ra thêm nhiều video trong tương lai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.